Những hồng nhan họa thủy nổi danh thế giới, phần 3. Nàng Helen và cuộc chiến thành Troy. Trong bản trường ca Ilia của Homer, nàng Helen của thành Troy được cho là nguyên nhân khơi mào cuộc chiến tranh giữa vua Mene của Sparta với hoàng tử Paris thành Troy. Theo đó, nàng là con của thần, khi ông trong hình dạng của một con thiên nga và nữ thần Leda. Helen là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới, thời điểm lúc bấy giờ với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi màng đỏ và đôi môi quyến rũ màu mặn chín. Với nhan sắc kiều diễm như vậy, nàng Helen khiến nhiều nam giới si mê và khao khát muốn lấy về làm vợ. Cho nên, trong suốt cuộc đời mình, không ít lần nàng bị bắt cóc. Nổi tiếng nhất là có lần nàng đã bị The, tức là vị anh hùng vang danh sáng lập ra thành Athens, bắt cóc vì nhan sắc quá đỗi tuyệt trần, nhưng may mắn sau đó, nàng đã được cứu thoát. Tiếp đó, nàng đã bị người cha trần thế của mình bán cho Melenu, vua của Sparta, một vương quốc của Hy Lạp. Vua Melenu vô cùng yêu thương giai nhân nên phong cho nàng làm hoàng hậu. Trong một lần đến Sparta, hoàng tử Paris của thành Troy bị cuốn hút trước nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của nàng Helen. Với sự giúp đỡ của thần tình yêu Eros, nàng Helen tự nguyện yêu hoàng tử Paris và theo người tình chạy trốn về Troy. Chính điều này đã khơi ngòi cho cuộc chiến tranh giữa thành Troy với Sparta kéo dài trong 10 năm. Vua Melenu được cho tiến hành cuộc chiến trên để giành lại nàng Helen xinh đẹp. Cuối cùng, dù quân đội Sparta giành thắng lợi, nhưng cũng chịu tổn thất lớn về nhân mạng và tiền bạc đổ vào cuộc chiến 10 năm. Những anh hùng vĩ đại nhất của Hy Lạp đã bỏ mạng trong cuộc chiến này có thể kể đến như Hector, Achilles,